điều mà tôi rất là mừng. Đấy là ở trên kênh thì cái câu chuyện của chủ nhật hàng tuần, thứ tư hàng tuần là hỏi khó đáp nhanh. Các cái câu hỏi của chúng ta nó bắt đầu có cái thể hiện cái trí tuệ. Còn những cái câu hỏi mà có thể là khi đưa lên có nhiều bạn phản ứng thì cái đó là cách những cái câu hỏi thể hiện cái quan điểm và nhận thức của người hỏi cũng như là kiến thức của người hỏi. Thì đấy là những cái mà tôi cho rằng tôi rất khuyến khích khi bạn bạn nhận thức như vậy, kiến thức của bạn về lịch sử như vậy, bạn hỏi và khi chúng tôi trả lời thì các bạn nghe, nghe một cách tôi nghĩ rằng là cũng hãy cố gắng nghe nghiêm túc như khi chúng tôi trả lời nghiêm túc. Sẽ có rất là nhiều những người nghe cái đó dù sao đấy cũng là những cái điều mà chúng tôi xin cảm ơn tác giả của các câu hỏi tôi cũng rất là mong các bạn là khi mà đọc những cái câu nghe những cái câu hỏi như vậy ấy, thì cũng đừng phản ứng một cái cách mà nó không được văn minh cho lắm nếu như các bạn thấy rằng là như, theo tôi thì như thế này thì hơn này với cái câu hỏi đấy hải yến trả lời như vậy được chưa được rồi thì các bạn cũng biểu đồng tình cho chị trả lời như thế được đấy hay là chưa được thiếu cái chỗ này hay theo ý của tôi là như thế kia thì các bạn cũng chia sẻ vào đấy để mỗi người một ý góp thêm vào mỗi người một ý góp thêm vào nhé chứ không phải là mỗi người một ý để cãi nhau ở đây là như là chúng ta tuần trước ta có nói đấy tức là phải tranh luận chứ không đem kết luận của mình để áp đặt cho mọi người đấy thì các bạn hãy góp cùng với Win Win Việt Nam vào những cái lời trả lời và đừng miệt thị những cái câu hỏi mà nó trái với quan điểm của mình tôn trọng những cái đó quan điểm và tôn trọng bằng cái thái độ của mình chính vì thế mà tôi rất là kêu gọi các bạn là khi mà khi mà có cái cái câu hỏi mà theo bạn là bạn hiểu rồi bạn biết rồi nhưng mà bạn ấy thì lại không biết vì có rất là nhiều điều khiến cho bạn ấy không biết ví dụ như là cái môi trường sống của bạn ấy chẳng hạn giả sử như là bạn ấy sinh ra ở một cái vị trí địa lý khác, không thuộc Việt Nam mình. Và trong 45 năm, trong cái khoảng 45 năm đó, các bạn ấy sinh ra ở trong cái khoảng 45 năm ở một cái vị trí địa lý khác, nghe những câu chuyện khác và được tuyên truyền bằng một cái lý luận khác thì bạn ấy có một cái nhận thức khác. Vậy thì chúng ta hãy giúp các bạn ấy có thêm một cái góc quan sát, có thêm một cái kiến thức để bạn ấy tự suy nghĩ, tự rút ra kết luận của mình. Như vậy là chúng ta đạt được rất là nhiều điều, đúng không các bạn? Thứ nhất là mình được người, được người có nghĩa là chúng ta không cãi nhau đấy. Thay vì là cãi nhau với một ông thì ta có thêm một ông bạn. Vâng, nói đến ông bạn thì giọng này không thấy bạn tùy phong với lại bạn Rosa Tam của tôi đâu nhỉ. Có rất là nhiều bạn ấy nghĩ rằng là tôi chắc chắn là phải có một cái chống lưng nào rồi vân vân. Ở đây thì tôi sẽ không nói cái điều này bởi vì nói chưa chắc đã tin đúng không? Nói thì chưa chắc các bạn đã tin, mà không tin thì tôi chả nói làm gì cả. Chỉ có một điều, một điều chắc chắn là thu nhập chính của WinWin Việt Nam chính là những cái quảng cáo ở trên kênh mà các bạn cứ mắng ấy, có một bạn, hai bạn ca cẩm là nhân dân đã bỏ tiền ra để mua mạng rồi mà vẫn phải xem quảng cáo. Thì ở đây thì tôi cũng xin giải thích Tại vì cái việc này nó liên quan đến mình mà Thực ra các bạn mua mạng nó không liên quan gì đến tôi cả Của tôi chỉ là quảng cáo thôi Và quảng cáo thì tôi cũng chả biết người ta quảng cáo cái gì Cái đó lại là thuộc của ông ông Youtube Và nếu như ông Youtube ông quảng cáo sai ấy Thì cái đấy lại cứ, cái cơ quan chức năng khác Chứ còn ở đây rất là nhiều bạn biết Nhưng cũng có rất là nhiều bạn không biết Thì cũng xin phép cho Hải Yến được giải thích một một chút như thế. Thực ra ấy, cứ nói ngang nói dọc thì chúng mình đều có một cái rất lớn, rất lớn dẫn đến cãi nhau. Đó chính là cái ý thức hệ. Các bạn cứ dùng từ ý thức hệ nghe rất là ghê gớm. Nhưng thực ra là ở những người có những người như tôi, tôi bảo vệ cái cuộc sống hiện tại ở Việt Nam. Tôi thấy như thế là tôi hài lòng. Tôi không phải là chỉ cho riêng tôi. Tôi thấy bạn bè tôi họ sống hạnh phúc. Tôi thấy con cái tôi các cháu tôi nhìn một cách tổng thể thì tôi thấy cuộc sống như vậy là ổn và nếu như chúng ta chung tay thì nó sẽ chỉ càng ngày càng tốt hơn cho nên tôi bảo vệ nó còn có nhiều bạn thì muốn đập bỏ nó đi thối nát rồi thay thế đi này kia các thứ thì đấy là cái quan điểm của các bạn hai cái ý muốn đó dù bạn ấy ở trong nước hay ở ngoài những người bảo vệ chế độ này trong nước và ngoài nước đều có và những người mà muốn bỏ nó đi thì trong nước và ngoài nước cũng có tất cả những cái gì mà chúng ta tranh luận với nhau tựu chung lại cuối cùng cũng chỉ là hai vấn chỉ là một vấn đề và hai cái lực lượng như vậy mà thôi tức là hai cái lực lượng mâu thuẫn với nhau ở chính cái vấn đề này đây là bảo vệ và chống phá một cái chính quyền do Đảng Cộng sản đang lãnh đạo. Vâng tôi xin nói vì sao mà tôi bảo vệ. Các câu chuyện lịch sử tôi là người đi tìm cho nên tôi biết và vì tôi biết cho nên tôi chân quý và tôi nhận thức được. Nhưng đó là các cái câu chuyện nó xưa rồi. Các bạn có thể là giống bạn gì ấy, bạn cứ nói là cứ chị cứ nói thắng nhiều quá nhưng mà phải có thua. Tôi không nói thắng thua ở đây. Tôi chỉ nói chung cuộc lại giống như đá bóng ấy mà đá bóng ấy, tỷ số tỷ lệ bao nhiêu không cần biết nhưng chốt lại khi tiếng còi trọng tài nổi lên tỷ lệ nghiêng về tỷ số nghiêng về phía đội nào thì đội đó là cái đội có cúp đúng không ạ thì đây cũng thế thôi các bạn cứ nói là như thế này như cái vân vân đấy ở đây thì tôi lại có nói một cái câu chuyện nó rất là gần đây thôi nó ngay ở đây mà ngay trong lúc này ai cũng là người có thể kiểm kiểm định được các bạn nói là cái đảng này nó không tài giỏi xã hội này nó không ưu việt phải là ông tây ông tàu ông mỹ cơ đấy mới là giỏi họ mới là giỏi mình phải theo họ phải học họ vân vân tôi thưa với các bạn chuyện đánh nhau không tính nhé mình bỏ qua chuyện đánh nhau chuyện cãi nhau cũng không tính luôn bỏ mình tính lên một cái chuyện này mà tôi thấy mà các bạn mà không thấy thì tôi cũng rất là phải đánh giá lại đó chính là cái đại dịch Covid. Đại dịch Covid, đó là cuộc chiến toàn cầu. Tất cả các nước không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt sự khác biệt về chính trị, chính quyền chính thể yêu ghét không cần biết. Tất cả đứng về một phe để chống lại chống lại cái em Covid ấy, chống lại em Covid. Và khi mà liên kết với nhau để chống lại kẻ thù chung là em Covid thì mỗi quốc gia có một cách riêng để tự vệ mình và trong cái cuộc chiến đấy cho đến giờ phút này chúng tôi thì ngày mai cả sáng cả chiều có hai cái đám cưới liền ấy và ngày hôm nay thì các bạn lớp tôi khóa tôi cũng vừa mới có một cái buổi gặp mặt rất là tưng bừng thì mỗi khi mà có những cái buổi gặp mặt tưng bừng như thế ấy, thì tôi vừa vui thì cũng lại cũng vừa buồn bởi vì ngay trong khán giả của chúng ta ở đây có rất nhiều người đang sống tại Mỹ, tại Đức, tại Hà Lan, Ba Lan ở châu Âu, ở đâu đâu ấy, ở khắp trên thế giới này. Và bạn Facebook của tôi thì cứ hàng ngày tôi lại thấy bạn ấy đưa một cái tin hiện tình COVID là bao nhiêu người nhiễm, bao nhiêu người chết, trong khi mình thì mình ra ngoài đường các bạn thấy rồi, mình sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường đúng không ạ? Mặc dù chính phủ thì vẫn yêu cầu là chúng ta vẫn phải hết sức cảnh giác đến nơi công cộng thì vẫn phải đeo khẩu trang nhưng mà đấy là ở Hà Nội thôi có nhiều lúc tôi ở trong nhà tôi cũng quên mất tôi không còn nhớ gì đến Covid cả thế khi mà tôi đi ra đến ngoài ngõ thì tôi mới phát hiện ra là mình không đeo khẩu trang thế là có cái khăn theo ở cổ ấy túm cái khăn lên che miệng rất là ra điều là cũng là khẩu trang đấy nhưng mà để thấy rằng là mình được sống một cách thoải mái như thế thì các bạn bảo nước mỹ có giỏi không giỏi chứ quá giỏi giàu không cực kỳ giàu thế mà bây giờ covid covid nước nga có giỏi không rất giỏi nhưng họ cũng đang covid thế rồi rất nhiều nước khác nữa ở đây các bạn chính các bạn biết đúng không Chính là các bạn còn biết nhiều hơn tôi. Tôi chỉ xem qua vô tuyến rồi tôi chỉ đọc các cái bài viết của các bạn, tin của các bạn và hỏi thăm qua các bạn. Thì biết được rằng ở Việt Nam bây giờ chúng ta thật là thật là hạnh phúc, thật là sung sướng. Và rất là hạnh phúc, rất là sung sướng. Bởi vì chúng ta chả có Covid gì hết. Và khi mà một cái thiên tai diễn ra ở một cái, một cái, một cái khu vực trên quốc gia thì tất cả bà con trong nước đồng lòng hướng về, ôm ấp chở che. Hạnh phúc không các bạn, quá hạnh phúc. Vậy ở nhiên, tự nhiên nó lại như thế rồi, tự nhiên nó lại như thế à các bạn? Có đâu, ngày xưa ấy. Ngày xưa ấy nhá, cũng thiên tai, cũng thiên tai năm đấy, năm 1945 cũng thiên tai, là mất mùa. Ờ, tôi không nhớ là nó bị hạn hán hay sao ấy. Mất mùa năm 44, cho nên đến giáp hạt của năm 45 thì nạn đói xảy ra. Lúc đấy chúng ta có hai cường quốc đang đỡ đầu là ông Nhật và ông Pháp. Có tận cả bố cả mẹ nhá. Vậy mà người có bao nhiêu đâu chết tới 2 triệu người. Chết tới 2 triệu người. Còn bây giờ chúng ta chỉ có một mình mình thôi. Vậy mà lũ lụt liên miên, Covid, tất cả các thứ chúng ta vẫn bình yên. Thế thì các bạn thấy là như thế nào? Tự nhiên được không? Không. Cái công của ai? Thế bây giờ tôi nói ở đảng các bạn lại không đồng ý Lại bảo tôi là cái gì bưng bô Không được Nói như thế là không được Chính các bạn mới là duy ý chí đấy Duy ý chí và không biết lắng nghe Và cũng như không biết quan sát thực tế Để rút ra những cái cần thiết cho mình Lại nhân vừa mới nói đến là Có cả bố Pháp mẹ Nhật Hay là Thôi mình nói lại nó mẫu quốc mà Cho nên là à, bố nhật bố nhật mẹ pháp mình còn lại bố nhật mẹ pháp thế mà chết đói ở đến bây giờ chả có bố có mẹ nào cả tự mình đứng thôi thế mà ngon ngon nữa là thế giới kể cả cường quốc người ta tăng trưởng âm mình thì tăng trưởng dương ngon khi mà tôi nói rằng là thực ra tôi không nói nhé tôi làm sao biết được cái này là cả thế giới người ta cũng đưa người ta cũng đưa tin việt nam tự nói lên mà không đúng họ ném đá cho thì xấu hổ mà chết cho nên là những cái thông tin này là những cái thông tin xác thực qua nhiều nguồn thì người ta mới đưa ra đó là cái quý quý này quý kia của năm nay đấy là việt nam là một trong những cái nước hiếm hoi tăng trưởng dương và mình vượt qua cả singapore cả uh, Malaysia hay Philippines gì đó Tôi nhớ là có cái bài vậy Thì nhiều bạn ném đá nào là đem ra nào là uh, GDP đầu người rồi những cái gì gì ấy Nói rằng là mình kiểu tự sướng quá Rồi thủ dâm tinh thần rồi những cái từ gì nghe rất là kinh dị Thưa với các bạn Ở đây các bạn đã uh, nói giống như là cái ngôn từ của cộng đồng mạng không ạ Tức là tay nhanh hơn não ở đây người ta nói là tăng trưởng dương chứ người ta không nói là GDP đầu người, người ta không nói là cái GDP đầu người của tôi hơn ông hơn ông Philippines hay là hơn ông Singapore, không người ta không bảo thế, người ta nói là tăng trưởng dương. Ông Singapore, ông đấy là các bạn vẫn cho là giàu đúng không? Và vẫn rất là ngưỡng mộ bảo là mình phải học phải thế này thế kia. Nhưng mà cũng mình cũng nhiều lần tranh luận rồi đấy ông ấy chỉ bằng ông phú quốc nhà mình thôi, cái diện tích chỉ bằng như thế thôi, bằng một tỉnh thì một người mà xử lý một cái nó nhỏ, cái tài nó cũng chỉ cần nhỏ trong phạm phạm vi như thế thôi. tất nhiên không phải mình chê, mình không chê nhưng mà mình khi mình đã gọi là so sánh, khi mình đã so sánh thì mình phải đặt những cái cái dữ liệu, những cái tiêu chí để cho nó tương đương thì mình mới có thể so sánh được ví dụ như người ta vào đấu thể thao ấy thì người ta cũng phải tính theo hạng cân chứ ông 80 cân đấu với ông 40 cân thì ông 80 cân ông chả cần làm gì ông đẻ cái ông 40 cân chết đúng không ạ? Thì ở đây cũng thế, ở đây là người ta nói tăng trưởng dương chứ người ta không nói là cái GDP của tôi là nó cao hơn của ông Singapore. Có hai vấn đề xảy ra. Thứ nhất là các bạn phản biện là không kịp suy nghĩ, nói đại đi. Thứ hai là khả năng các bạn có suy nghĩ nhưng các bạn nói vì biết là đối tượng của mình không biết và quả thật cũng có rất nhiều bạn đã không biết để tranh luận lại và thay vì là tranh luận lại thì lại chửi bậy thì tôi thấy rằng là cái đó cả hai bên đều phải cân nhắc khi mà bạn thấy rằng là uh, nói như vậy và bạn chưa kịp suy nghĩ và bạn nói như thế sai thì tôi chấp nhận được nhưng bạn biết là bạn sai như bạn tìm không phải bạn biết sai mà bạn tìm một cái dạng gọi là thủ thuật ấy, tức là ngụy biện ấy, để bạn dẫn người ta vào một cái mê trận thì tôi cho rằng như thế là không tốt không tốt ở chỗ nào không tốt ở chỗ là chúng mình là gà cùng một mẹ mà thế mà tại sao các bạn không gọi là động viên chúng tôi khuyến khích chúng tôi khen ngợi đi những cái lời khen ngợi động viên nó cũng rất là tốt đấy nó giống như là cái thuốc bổ ấy cái này các bạn lúc nào cũng cứ phải nhất định là phải trì chiết phải ném đá phải chê bai chê bai đất nước chê bai chúng tôi rồi chê bai những người lãnh đạo chúng tôi đấy thì các bạn mới cảm thấy thoải mái thì tôi nghĩ rằng là bốn mươi mấy năm rồi đủ thời gian để cho một đứa trẻ lớn lên trưởng thành và đã cống hiến rồi đã bắt đầu cống hiến được nhiều rồi mà chúng ta vẫn còn cứ loay hoay loay hoay như thế thì quả thật là không nên không nên một chút nào vâng